We must rock the place to lock the base and make them. We must rock the place to lock the base and make them. We must rock the place to lock the base and make them. We must rock the place to lock the base and make them. So lofty, give it all for a price so costly. Go hard, no time for a softy. If you wanna take a break, then you lost me. Just call me the announcer. I'm good friends with the bouncer. Now come up to the counter. Got living water by the ouncer. I think we going up. So sick, but nobody throwing up. Just get your hands and throw them up. Come get this love, it's so enough. Cause I'm taking all the music and I gotta get around. If you love it when I'm standing, you gotta get the sound of it as a nightlight till I break it in the ground. And I promise I'ma do it when I come into your place. Put your hands up if you're going up. I'm way too long. Chàng pháo tay cho Unity Crews. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời các thành viên ban giám khảo. Xin được mời biên đạo John Huy Trần. Wow, Unity Crew. Yes, 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 yes. Bài rất là hay, chúc mừng các em. Trước anh muốn nói là nhiều thứ trong cái bài của các em. Mấy cái đội hình. Sorry, mấy cái hình tụi em xếp trên sân khấu, rất là nhiều đội hình, rất là đẹp và phức tạp, nhiều skill, nhiều động tác rất là mạo hiểm, rất là hay. Bạn nào nhảy xuống sân khấu vậy? Bạn nào? Rất là sốc. Lúc đó không có ai tính trước em sẽ làm như vậy thì ai cũng bất ngờ. Và mấy cái tổ hợp nhảy, mấy cái phần biên đạo của các em rất tốt, rất là sạch. Nhưng một cái ý kiến anh muốn đưa cho tụi em là mấy cái động tác của tụi em đó đúng, nó sạch và nó tốt, nhưng mà nó thiếu một chút xíu, nó thiếu khó nhá. Không có nói cái bài của tụi em đơn giản, nhưng mà đối với anh thì anh thấy cái khả năng của các em thì anh hy vọng là nếu mà tụi em được đi xa hơn, tụi em xếp thêm động tác phức tạp hơn cho cái bài của các em tốt hơn nhiều. Nhưng mà anh rất thích bài của các em. Chúc mừng. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Cái nhìn sự phấn khích của biên đạo John Huy là đủ nhận thấy được sự cuốn hút mà họ đã mang tới cho sân khấu chúng ta, phải không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng Unity Crews. Cảm ơn các bạn.